Chào xin chào các bạn khán giả của kênh bóng đá 24 h TV. Chúc các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng mình. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày hôm nay. Trong bản tin thể thao nóng nhất 24 giờ hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị những thông tin nóng sau đây. Lý Nguyễn nhận mưa lời khen từ người hâm mộ trong ngày có bầu Đức sự khán. Chỉ 2 ngày sau khi hết hạn cách ly, Lý Nguyễn đã ra sân thi đấu cùng câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và góp công giúp đội nhà thắng Hà Tĩnh. Tối ngày hôm qua, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đá trận muộn nhất vòng 2 V-League 2021 tiếp đón Hà Tĩnh. Dù chỉ mới hết hạn cách ly và tập luyện cùng đội bóng 2 ngày, Lý Nguyễn vẫn được huấn luyện viên Pô Kinh tin tưởng xếp đá chính. Và tiền vệ Việt Kiều đã không phụ lòng tin của ông thầy khi có một trận đấu khá tốt, nhiều lần tạo cơ hội cho đồng đội áp sát khung thành Hà Tĩnh. Sau trận đấu, người hâm mộ đã dành nhiều lời khen ngợi cho Lý Nguyễn. Lý Nguyễn đã rất đẳng cấp, không khéo năm nay câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh thật sự có thể đua vô địch đấy các bạn ạ. Cả sân chỉ có hai cầu thủ đáng xem là Giang Trần Quách Tân và Ly Nguyễn, kỹ năng chơi bóng của họ rất tốt. Ly Nguyễn đá đẹp quá, mới cách ly xong mà đá được như thế này là quá hay rồi. Tuy nhiên, cũng có nhiều fan câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh tỏ ra lo lắng cho Ly Nguyễn khi nhận thấy tiền vệ ngôi sao này đói bóng ở trận đấu vừa rồi. Ly đá cô đơn quá, hy vọng là chưa hợp chứ không phải đồng đội không truyền bóng cho anh. Hiệp 1 Ly đứng nhiều vị trí thuận lợi mà không nhận được bóng. Ly Nguyễn chơi khá tốt nhưng rất đói bóng, bóng vào chân mấy ông Tây là Ly chạy không bóng, làm như mấy ông Tây sợ Ly sẽ ghi bàn á. Ở trận đấu này dù câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh chiến thắng cách biệt 2-0 nhưng lại không hề nhận được lời khen tổng thể mà chỉ được khích lệ bởi một vài tình huống tỏa sáng cá nhân. Chính người hâm mộ câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh cũng phải thừa nhận đội nhà thắng chủ yếu vì Hà Tĩnh mất người. Dù thắng nhưng không thể nói câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh chơi lép vế hơn Hà Tĩnh. Hà Tĩnh không mất người thì không biết sẽ ra dạ sao. Trận này Hà Tĩnh mà không mất người thì huấn luyện viên Poking sẽ gặp áp lực nặng nề lắm. Chúc mừng toàn đội đã có 3 điểm, nhưng nhìn tổng quát thì lối chơi chưa liên kết và các cầu thủ chưa đoàn kết. Còn nhiều cầu thủ chơi dườm già và cá nhân như Dario, Thanh Bình, Tùng Quốc. Hậu vệ chơi vẫn chưa chắc chắn, nếu Hà Tĩnh khai thác được điểm yếu của hai hậu vệ biên thì đã có bàn thắng. Hy vọng sẽ sớm cải thiện lối chơi, các cầu thủ sẽ chơi đoàn kết và liên kết với nhau hơn. Trận đấu hôm nay chơi quá bế tắc, khi cầu thủ Hà Tĩnh thẻ đỏ thì lối chơi vẫn không được cải thiện. Đến khi Huy Toàn ghi bàn thì lối chơi mới được cải thiện. Về tình huống trọng tài rút thẻ vàng thứ hai đuổi Kelly khỏi sân vì lỗi phản ứng, không ít ý kiến cho rằng là quá nặng tay. Bị lỗi phản ứng dẫn đến thẻ vàng thứ hai và phải rời sân, trọng tài mùa này nghiêm khắc nhỉ. Tất nhiên là cũng sẽ có phản ứng rít, phản ứng giát, tùy theo nhận định của trọng tài rồi, còn cá nhân mình thấy lỗi phản ứng dẫn đến bị đuổi khỏi sân là không hợp lý, mà chỉ nên phạt thẻ ở phản ứng lần hai sẽ hợp lý hơn. Gì mà mới có vậy đã rút thẻ đỏ, trận đấu mất hay. Cần được xác minh Kelly đã nói những gì khi phản ứng với trọng tài dẫn đến thẻ vàng thứ hai. Thường thì lỗi phản ứng như vậy sẽ được nhắc nếu các cầu thủ đã bị thẻ vàng. Cùng chờ đợi xem Kelly đã nói gì với trọng tài. Ai cũng nhìn thấy chính thẻ đỏ làm mất đi trận đấu hay. Ở trận đấu vừa rồi có một chi tiết đặc biệt là Bầu Đức bất ngờ dự khán. Nhiều ý kiến cho rằng nguyên nhân chính khiến Bầu Đức tới xem bóng đá là vì Lý Nguyễn. Năm 2009, trước khi phải rời Hoàng Anh Gia Lai trong tranh cãi vào năm 2010, Lý Nguyễn từng có mùa giải thành công cho câu lạc bộ phố Núi. Khi đó, Bầu Đức đã cực kỳ nhiệt tình để chiêu mộ được Lý Nguyễn. Nhiều thông tin khẳng định khi Lý mâu thuẫn với huấn luyện viên Kea Tisak, Bầu Đức vẫn cực kỳ thích ngôi sao viện kiều này và muốn đôi bên hòa thuận nhưng bất thành. Sau này có nhiều thông tin cho rằng Hoàng Anh Gia Lai đã liên hệ để mời Lý Nguyễn trở lại, dù vậy thì Bầu Đức cũng từng lên tiếng khẳng định, đó chỉ là tin đồn. Kính thưa quý vị, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm chia sẻ đầy bi quan về cơ hội của Hà Nội ở mùa giải này. Chia sẻ sau trận thua thứ hai tại V-League 2021, huấn luyện viên trưởng Hà Nội FC thừa nhận đội bóng thủ đô có thể rơi vào top 8 đội đua tranh trụ hạng V-League 2021. Tại vòng 2 V-League 2021, Hà Nội FC trở về sân nhà hàng đẫy để đón tiếp BKMX Bình Dương. Với bàn thắng của tân binh Giovane trong hiệp 1, Hà Nội FC hướng về một trận thắng để lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ. Tuy nhiên, Victor Mansaray và Tiến Linh đã gieo sầu cho đội bóng thủ đô trong hiệp 2 và mang về chiến thắng với 3 điểm để bằng với Hải Phòng có 6 điểm. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên trưởng của BKMX Bình Dương Phan Thanh Hùng cho biết, trong hiệp 2, đội bóng của ông không có gì thay đổi nhiều và hai đội đều chơi pressing ngay từ đầu, tốc độ trận đấu rất nhanh. Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng chia sẻ, Quan trọng là chúng tôi đã kiềm chế được Hà Nội FC, ban đầu BKMX Bình Dương bị ngợp, nhưng sau đó may mắn có được bàn thắng và lấy lại được tinh thần, tận dụng được cơ hội trong suy nghĩ của tôi hòa trận này cũng là tốt bởi điều quan trọng là các cầu thủ chuyển biến được chứ cũng không có thay đổi gì nhiều vì hai đội đã rất hiểu nhau ở mùa giải năm nay hà nội fc đã có khởi đầu tệ hại khi để thua cả hai trận đầu mùa giải bản thân huấn luyện viên phan thanh hùng cũng là cựu huấn luyện viên của hà nội fc chính vì thế ông quá am hiểu về đội bóng này nói về sự khởi đầu không tốt của đội bóng thủ đô huấn luyện viên của bình dương cho rằng điều này đã từng xảy ra với chính đội bóng của ông từng sân rắt nhưng vị huấn luyện viên này vẫn đặt niềm tin hà nội fc có thể trở lại được trong khi đó, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cho rằng trận đấu này lối chơi của Hà Nội FC đã trơn tru hơn so với trận thua trước Nam Định ở vòng 1, nhưng bản thân đội bóng của ông có những nhân tố mới chưa hòa nhập được với đội bóng. Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm chia sẻ: "Các cầu thủ đã chơi rất nỗ lực nhưng kết quả chưa được như ý, để chơi được với đội bóng thì cần có thời gian và điểm rơi phong độ. Với tôi việc ghi bàn không quan trọng lắm, quan trọng là phải hòa nhập được với lối chơi của toàn đội." Bruno ở Viettel, Giovane ở Sài Gòn FC có thể đá cá nhân, nhưng về Hà Nội FC thì phải chơi phối hợp với toàn đội, vì thế các cầu thủ này cần thêm thời gian. Sau trận thua ở vòng 1, các cầu thủ Hà Nội FC đặt mục tiêu rất lớn, nhưng hai bàn thua hôm nay lại diễn ra rất đơn giản. Hàng phòng ngự của đội từ xưa đến nay chưa bao giờ là tốt. Để khắc phục thì cần chú ý, chúng tôi dâng cao tấn công nhưng lại mất cầu thủ đánh chặn như Moses. Khi gặp các đội chơi phản công, Hà Nội FC gặp khó vì không có ai đánh chặn cho Thành Trung, Việt Anh hay Duy Mạnh. Theo như thể thức thi đấu của năm nay, V-League sẽ diễn ra với hai giai đoạn để chọn ra 6 đội tranh chức vô địch và 8 đội đua trụ hạng. Hà Nội FC ở mùa này đặt ra những mục tiêu lớn, trong đó có vô địch tại V-League. Tuy nhiên, hai trận thua đầu mùa giải đang khiến mục tiêu của đội bóng thủ đô gặp khó. Theo huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm, qua hai vòng, Hà Nội FC chưa có điểm, vì thế chưa chắc là đội đã lọt vào top 6. Có thể sẽ phải xuống top 8 để tranh trụ hạng, đây là điều không thể nói trước và Hà Nội FC cần những cố gắng hơn nữa. Huấn luyện viên trưởng Hà Nội FC nói. Khi đặt mục tiêu mà không đạt được thì tôi phải là người chịu trách nhiệm. Thể thức năm nay rất khó khăn và Hà Nội FC phải cố gắng chắc chiêu. Mùa giải mới diễn ra được hai vòng đấu, nhưng nếu không chặn được việc phong độ xuống như thế này thì Hà Nội FC hoàn toàn có thể rơi xuống top 8. Tôi động viên cầu thủ cố gắng chiến đấu đến phút cuối cùng, còn nếu có lỗi về chuyên môn thì tôi sẽ là người chịu trách nhiệm. Chuyên gia, Lý Nguyễn hay nhưng thành phố Hồ Chí Minh khó cạnh tranh vô địch. Theo chuyên gia Phan Anh Tú, dù giành chiến thắng trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, tuy nhiên Thành phố Hồ Chí Minh vẫn chơi không tốt và khó cạnh tranh được trước vô địch. Sau khi hoàn thành cách ly theo quy định của chính phủ Việt Nam, Lý Nguyễn đã có trận đấu chính thức đầu tiên của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ở V-League 2021. Trong ngày mà Lý Nguyễn được đá chính, Thành phố Hồ Chí Minh đã có trận thắng nhọc nhằn trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân nhà thống nhất. Tuy nhiên, chiến thắng này của binh đoàn Triệu Đô không được đánh giá cao khi mà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bị chơi thiếu người, cùng với đó chất lượng đội hình của Thành phố Hồ Chí Minh là vượt trội hơn so với đối thủ. Chuyên gia bóng đá Phan Anh Tú chia sẻ, trận đấu này về mặt chất lượng chuyên môn là kém và không đáp ứng được nhiều kỳ vọng. Với lối chơi như thế, đội chủ nhà thắng được 2-0 là may mắn. Họ thi đấu rời rạc, chưa có được nhịp điệu và gắn kết. Kết quả này không phản ánh đúng chất lượng trận đấu. Trong trận đấu này, dù mới chỉ tập cùng đội bóng 2 buổi, nhưng Lý Nguyễn vẫn được tân huấn luyện viên trưởng Mano Poking đăng ký trong đội hình xuất phát. Nhận xét về cầu thủ Việt Kiều này, ông Phan Anh Tú khẳng định: Lý Nguyễn chơi tốt, nhưng hai tiền đạo của Thành phố Hồ Chí Minh thì lại chơi quá kém họ đã tự do cá nhân, không có sự ăn khớp. Lý Nguyễn dù chưa có được thể lực sung mãn nhất, tuy nhiên khả năng kiểm soát bóng và nhãn quan chiến thuật của cậu ấy lại rất tốt. Lý Nguyễn sẽ là một trong những tiền vệ trung tâm hay nhất ở V-League năm nay. Nếu được đặt vào một đội bóng tốt, môi trường phù hợp thì Lý Nguyễn sẽ phát huy được khả năng của mình. Chỉ có điều với nhân sự như này thì theo tôi sẽ là khó để thành phố Hồ Chí Minh có thể lên ngôi vô địch. Cuối tuần này, thầy chó huấn luyện viên Mano Poking sẽ làm khách trước Than Quảng Ninh và sau đó một tuần trước khi nghỉ Tết, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có cuộc đại chiến với đội bóng cùng thành phố là Sài Gòn FC. Đây sẽ là hai liều thuốc thử quan trọng cho những tham vọng của đại gia V-League ở mùa bóng năm nay sau những khoản tiền chuyển nhượng khổng lồ đã chi ra. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của bóng đá 24 giờ TV. Các bạn đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để luôn luôn được cập nhật những thông tin hấp dẫn nhất có trong ngày đến từ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.